Theo báo cáo nhanh của các lực lượng chức năng thì đã có 42 người thiệt mạng và 53 người dân mất tích sau vụ lũ quét ở làng Nủ, Lào Cai. Công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đang được tích cực triển khai với hơn 600 cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ và các trang thiết bị hiện đại nhất. Quân khu 2 đã triển khai 300 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316. 125 đồng chí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và lực lượng dân quân nhân dân tham gia tìm kiếm cứu nạn. Chó nghiệp vụ cũng tham gia công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số. Khu vực tìm kiếm được triển khai trên diện rộng, cả vùng sạt lở và phía dưới hạ lưu. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do sạt lở ngập úng. Hiện tại phần lớn đường giao thông địa bàn tỉnh Lào Cai gần như bị tê liệt. Riêng địa bàn huyện Bảo Yên bị ngập úng, chia cắt hoàn toàn, nhiều nơi mất điện, mất sóng điện thoại, nhiều điểm sạt lở ngập sâu. Tại khu vực xảy ra vụ việc địa hình phức tạp, công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Từ vị trí gần nhất phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ mới có thể tiếp cận được hiện trường. Theo thống kê, toàn bộ thôn Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên có 167 hộ trên 760 khẩu. Khu vực sạt lở có 37 hộ trên 154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến.